Lịch sử toàn thư xin được kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới an lành và mạnh khỏe. Quý vị và các bạn thân mến, video ngày hôm nay của chúng tôi có những nội dung chính sau đây. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bài học kinh nghiệm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không. Chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không đã để lại cho chúng ta nhiều bài học kinh nghiệm vô cùng quý báu, đó là sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương Đảng. Tài thao lược của quân ủy Trung ương là nhân tố quyết định làm nên chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không. Chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không đã góp phần chứng minh đường lối chính trị, học thuyết quân sự đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là lãnh tụ Hồ Chí Minh. Với tài thao lược của quân ủy Trung ương, bộ thống soái tối cao của đất nước được thể hiện qua năng lực phân tích, đánh giá đúng đắn tình hình địch, tình hình ta, hạ quyết tâm chiến lược chính xác, kịp thời, là quan điểm khoa học, toàn diện và thực tiễn, không chỉ đánh giá năng lực quân sự mà đánh giá toàn diện trên các mặt quân sự, chính trị, kinh tế, tư tưởng, văn hóa trong nước và thế giới. Đánh giá đúng quan hệ giữa thời cơ và điều kiện, giữa thế và lực. Đó là sự kết hợp hài hòa giữa cách mạng và khoa học, giữa dám đánh giá và biết đánh giá, giữa ý chí kiên định, bản lĩnh vững vàng với năng lực chỉ huy, lãnh đạo tài giỏi của quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Điều đó khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương Đảng, tài thao lược của quân ủy Trung ương là nhân tố quyết định làm nên chiến thắng Hà Nội, Điện Biên Phủ trên không. Phát huy nhân tố chính trị tinh thần, tăng cường sức mạnh, ý chí chiến đấu, tinh thần dám đánh, quyết đánh và quyết thắng của quân và dân ta. Trước cũng như trong quá trình chiến dịch phòng không 12 ngày đêm cuối tháng 12 năm 1972, quân ủy Trung ương đã tập trung chỉ đạo sát sao các hoạt động công tác của Đảng, công tác chính trị nhằm làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ trong quân đội cũng như toàn thể nhân dân miền Bắc, nhân dân thủ đô Hà Nội nhận thức đúng đắn âm mưu, thủ đoạn của địch, tính chất gay go, ác liệt của cuộc đối đầu lịch sử. Nêu cao tinh thần yêu nước, khắc sâu lòng căm thù tội ác của đế quốc Mỹ đối với nhân dân ta, từ đó củng cố quyết tâm chiến đấu, khắc phục mọi biểu hiện hữu khuynh, dao động, thiếu niềm tin vào chiến thắng. Bom đạn Mỹ có thể tàn phá trận địa, công trình, cơ sở vật chất, kỹ thuật, chứ không thể khuất phục được ý chí quyết chiến, quyết thắng của quân và dân ta. Trong điều kiện hạn chế về vũ khí, trang bị kỹ thuật, quân và dân cả nước, nhất là quân dân thủ đô Hà Nội, đã vượt qua gian khổ, tìm tòi, sáng tạo, vượt qua mọi thử thách quyết liệt. Đoàn kết, chi viện lẫn nhau, quyết tâm đánh thắng siêu pháo đại bay B-52 của Mỹ. Đó là sức mạnh, ý chí chiến đấu, tinh thần dám đánh, quyết đánh và quyết thắng của quân và dân ta trong chiến dịch phòng không 12 ngày đêm cuối tháng 12 năm 1972. Có nhiều yếu tố tạo nên sức mạnh của quân và dân ta trong chiến dịch phòng không 12 ngày đêm cuối tháng 12 năm 1972. Để hiểu chiến thắng cuộc tập kích chiến lược bằng B-52 của đế quốc Mỹ, nhân tố chính trị, tinh thần là yếu tố hết sức quan trọng. Để đối phó với âm mưu thâm độc của kẻ thù dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân thủ đô Hà Nội, đã cùng với quân và dân cả nước tích cực chuẩn bị về vũ khí, trang bị, vật chất, còn mạnh sắc ý chí chiến đấu về chính trị và tinh thần. Trong quá trình xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, các đơn vị quân đội đã chú trọng công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, trong đó lấy xây dựng về chính trị làm nền tảng, đặc biệt phát huy cao độ nhân tố con người, nhân tố cơ bản, quyết định thắng lợi của cuộc đọ sức thần kỳ với giặc Mỹ trong 12 ngày đêm cuối tháng 12 năm 1972. Nhân tố chính trị tinh thần đó được bắt nguồn từ đường lối đúng đắn của Đảng, từ tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, lòng yêu tổ quốc, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, từ truyền thống của dân tộc và ý chí quyết chiến, quyết thắng của quân và dân ta. Nhân tố đó được thể hiện trong lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay từ khi đế quốc Mỹ sử dụng B-52 trên chiến trường Việt Nam. Dù đế quốc Mỹ có lắm súng, nhiều tiền, dù chúng có B-57, B-52 hay B gì chẳng nữa ta cũng đánh, mà đánh là nhất định phải thắng. Phát huy nhân tố chính trị tinh thần, tạo sức mạnh chiến đấu là một bài học truyền thống, một yêu cầu cơ bản đối với quá trình xây dựng, chiến đấu là trưởng thành của quân đội ta, của bộ đội phòng không không quân. Vận dụng sáng tạo những bài học cơ bản đó trong điều kiện hoàn cảnh mới là một đảm bảo quan trọng để trong bất cứ điều kiện,
hoàn cảnh nào, quân đội ta cũng luôn xứng đáng là lực lượng chính trị trung thành, lực lượng chiến đấu tin cậy của Đảng, Nhà nước, nhân dân. Linh hoạt, sáng tạo trong xây dựng thế trận và sử dụng lực lượng. Một trong những yếu tố khác động viên trực tiếp đến thành công của chiến dịch 12 ngày đêm cuối tháng 12 năm 1972, đó là quân và dân ta đã xây dựng được một thế trận phòng không hết sức sáng tạo và độc đáo, trở thành yếu tố cấu thành nghệ thuật tác chiến phòng không, góp phần làm nên trường phái của học thuyết quân sự Việt Nam. Đó là thế trận cải xen kẽ trong chiến đấu phòng không, là thế trận hết sức hiểm hóc của nghệ thuật chiến tranh nhân dân Việt Nam. Đó là thế trận phòng không Trần Vạc, hình thành ba cụm phòng không chiến dịch: cụm phòng không Hà Nội, cụm phòng không Hải Phòng, cụm phòng không phía Bắc đường 1 Thái Nguyên. Trong quá trình chiến dịch, ta đã chủ động chuyển hóa thế trận, chuyển từ vị trí chiến đấu một số đơn vị lựa phòng không, thay đổi sân bay cất cánh cho không quân ta đánh từ xa, đã gây bất ngờ lớn cho địch, tạo nên yếu tố trực tiếp và quyết định thắng lợi của chiến dịch phòng không 12 ngày đêm cuối tháng 12 năm 1972 của Mỹ. Chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không cũng chính là chiến thắng của nghệ thuật sử dụng lực lượng, bảy binh, bốn trận, cơ động tác chiến theo một ý định, cách đánh sáng tạo của quân và dân ta. Phát huy cao độ tiềm năng chiến đấu của lực lượng phòng không ba thứ quân, tạo nên hệ thống hỏa lực phòng không rộng khắp, tạo thành sức mạnh tổng hợp để đánh thắng, vừa tập trung hiệp đồng tiêu diệt lớn, vừa đồng thời đánh liên tục, tại chỗ, rộng khắp trên các địa bàn. Trong toàn chiến dịch, chúng ta đã phát huy tốt sức mạnh toàn dân tham gia bắn máy bay Mỹ, toàn dân tham gia bắt giặc lái và đã tạo nên một lưới lửa phòng không dày đặc, nhiều tầng, nhiều nấc, hoạt động nhịp nhàng, đánh địch liên tục, từ xa đến gần, đánh địch ở mọi tầng cao, đánh địch từ nhiều phía, đánh địch trực diện, đánh từ sau, từ bên sườn, gây cho địch lúng túng, không thể tránh được lưới lửa phòng không của ta. Đảm bảo chiến đấu thắng lợi trong suốt toàn bộ chiến dịch 12 ngày đêm cuối tháng 12 năm 1972. Phát huy sức mạnh tổng hợp. Trong chiến dịch 12 ngày đêm tháng Chạp năm 1972, chúng ta đã nhanh chóng thành công trong việc phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, thế trận phòng không nhân dân, tạo nên hệ thống hỏa lực phòng không rộng khắp, tạo thành sức mạnh tổng hợp để đánh thắng kẻ thù. Đó là sức mạnh của việc chủ động, tích cực đánh địch, tiêu diệt lực lượng tiến công chiến lược B-52 của Bộ đội Phòng không Không quân Nhân dân Việt Nam, lực lượng chủ lực của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong thế trận đó, phải kể đến vai trò của Bộ đội Radar, Bộ đội Phòng quân Tiêm kích, Bộ đội Tên lửa Phòng không, Bộ đội Pháo Phòng không. Ta đã tập trung một lực lượng phòng không chủ lực mạnh nhất cho chiến dịch, bao gồm 3 sư đoàn phòng không, 4 trung đoàn không quân, cùng với các đơn vị phòng không của các quân khu Việt Bắc, Hữu Ngạn, Tạ Ngạn. Ngoài ra còn có hàng trăm đội phòng không dân quân tự vệ, toàn bộ lực lượng này được bố trí thành thế trận chiến dịch phòng không vững chắc, hiểm hóc trên các địa bàn trọng yếu, trong lòng thủ đô và các vùng lân cận của thành phố Hà Nội, Hải Phòng. Ngoài lực lượng phòng không, chủ lực của quân đội ta, quân dân thủ đô Hà Nội luôn là lực lượng sát cánh trong chiến dịch phòng không 12 ngày đêm cuối tháng 12 năm 1972. Lực lượng phòng không thủ đô là lực lượng tại chỗ, rộng khắp, đánh máy bay địch bay thấp, hoạt động tốc nhỏ, riêng lẻ, trực tiếp bảo vệ các mục tiêu quan trọng của địa phương. Đó là 92 địa pháo phòng không tầm thấp và 4 đại đội ca xạ tầm trung loại 100mm. Nhiều trận địa được bố trí trên các tòa cao tầng gần các mục tiêu trọng điểm, đón lõng trên các đường bay của địch. Ngoài ra còn có 1.022 tổ đội quân dân tự vệ phối hợp đánh trả máy bay địch. Mặt khác, quân và dân thủ đô Hà Nội đã tổ chức cho gần 55 vạn dân nội thành sơ tán ra khỏi các trọng điểm đánh phá, chỉ đạo củng cố xây dựng hàng ngàn hầm hố trú ẩn, tổ chức tốt hệ thống thông tin, thông báo, quan sát báo động, triển khai các phương án khắc phục hậu quả, do đó đã hạn chế được sự thiệt hại về người và của trong suốt chiến dịch. Sức mạnh tổng hợp của quân và dân ta trong chiến dịch phòng không 12 ngày đêm cuối tháng 12 năm 1972 còn được tạo bởi sức mạnh của sự kết hợp giữa sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, là sự giúp đỡ, ủng hộ của chính phủ và nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa anh em,
sự đồng tình, ủng hộ mạnh mẽ của phong trào giải phóng dân tộc bởi các lực lượng cách mạng, dân chủ hòa bình của nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới, trong đó có nhân dân tiến bộ Mỹ. Tất cả các lực lượng đó đã tạo thành sức mạnh tổng hợp để quân và dân ta làm nên chiến thắng Hà Nội, Điện Biên Phủ trên không. Kỷ niệm 45 năm chiến thắng Hà Nội, Điện Biên Phủ trên không, chúng ta có dịp ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc Việt Nam, của quân đội nhân dân Việt Nam, của quân và dân thủ đô Hà Nội anh hùng. Qua đó càng tin tưởng, tự hào hơn về dân tộc ta, đảng ta, quân đội ta, một dân tộc đoàn kết chống lại một kẻ thù hùng mạnh và đã làm nên những chiến thắng chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu. Một đảng Marxist kiên cường, luôn trung thành với chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, có đường lối đúng đắn, sáng tạo, dẫn dắt nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Một quân đội anh hùng, quân đội của dân, do dân, vì dân. Chúng ta tự hào về truyền thống bất khuất, kiên cường của dân tộc. Lòng yêu nước, ý chí quyết chiến, quyết thắng của toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta trước mọi kẻ thù xâm lược. Đó là cội nguồn sức mạnh, là nội lực của chúng ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hôm nay. Video của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên nhấn like, đăng ký và theo dõi kênh để nhận những video mới hữu ích nhất. Ban biên tập xin được kính chúc quý vị luôn vui vẻ và an lành. Xin chào và hẹn gặp lại!